Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo của chúng ta hay lắm. Đó là liên quan đến vấn đề kinh tế, nông nghiệp của Hoa Kỳ. Kể từ năm 1974, Hoa Kỳ có một cái ngày gọi là ngày thi đua nông nghiệp. Và cái thi đua nổi tiếng nhất là những cái quả bây giờ thường thường tổ chức vào tháng 10, là tổ chức vào cái ngày gọi là ngày Calunbo. Calunbo là ngày 12 tháng 10, kỷ niệm từ năm 1492 ông tìm ra tân thế giới, và cũng là cái mùa gặt hái của Hoa Kỳ. Bởi vậy cho nên ở miền Bắc Cali có một cái ngày hội gọi là ngày hội thi đua về pumpkin, tức là cái quả bí đỏ, cho Halloween tháng 10, lớn nhất thế giới. Năm nay, hôm 14 vừa rồi, ở miền Bắc Cali, gọi là thành phố Half Moon, California, như thường lệ, đã tổ chức một cái ngày đại hội để mà lựa cái quả pumpkin, là quả bí đỏ lớn nhất nước Mỹ và thế giới. Năm nay cái giải quán quân thuộc về ông Travis Winger. Ông là một nông gia ở tiểu bang Minnesota. Ông đã trồng được một quả bí pumpkin, quả bí ngô. Nó to đến 23.508 pound. Và ông chở từ, khổ nhất là cái quả bí này phải chở từ mọi nơi về Cali. Mà chở làm sao để về đến nơi nó không bị nứt, nó còn nguyên vẹn và nó nặng nhất. Thì theo lời ông Travis cho biết rằng là ông đã phải dùng rất nhiều tấm mền. Ông đã phải order làm một cái pallet đặc biệt để cái quả bí này lên chốc. Rồi ông dùng rất nhiều tấm mền bao chung quanh và buộc bằng những cái dây mỏng và chắc để cho nó khỏi bị nứt và nó khỏi bị có vết ở trên quả bí vẫn còn cuống. Khi mà quả bí này đi về đến thành phố Half Moon, California, miền Bắc, thì đang cân quả bí được 23.508 pound, đứng nhất năm nay. Và dựa theo ban tổ chức thì mỗi một pound như vậy là cái người trồng được lãnh $7 một pound. Và tính theo 23.508 mà nhân cho 7, người trồng quả bí này đã được $16,450. Quý vị thấy có hay không? Một quả bí mà giá trị $16,450. Và nếu quả bí nào mà đạt được kỷ lục trên thế giới thì lại được thêm $30,000 nữa. Thì năm nay quả bí này đứng nhất, nhưng mà không đạt được kỷ lục của thế giới vào năm 2017. Cho đến bây giờ vẫn chưa có quả bí nào, chưa có một nông gia nào có thể trồng được quả bí lớn hơn cái quả bí ở bên nước Đức vào năm 2017. Nó nặng đến 26.241 pound. Và đây là một trong những cái sự kiện mà quý vị thấy rằng là nước Mỹ là một quốc gia tuyệt vời về mọi phương diện. Và ông Travis, ông ấy kể lại cái đoạn đường đi từ Minnesota về đây trên 3.000 cây số, gặp rất nhiều người tò mò, họ không hiểu ông chở cái gì. Và mỗi một lần ông ghé vào trạm xăng, ông mua xăng, thì là rất nhiều đổ xô đến chụp hình. Và ông còn phải giữ cho quả bí nó tươi bằng cách là mỗi một lần như thế ông phải tưới thêm một vài galon nước. Cái lý do mà ông phải tưới nước nhiều là để nó không khô. Vì quả bí mà nó khô thì nó sẽ xuống thao, xuống ký. Cho nên cái công việc này đòi hỏi cả một vấn đề công trình, kỹ lưỡng và nghệ thuật. Cho nên chúng ta thấy nước Mỹ này không phải đứng nhất về vấn đề quân sự, không phải đứng nhất về vấn đề giàu có,
không phải đứng nhất về vấn đề học hành mà đứng nhất luôn cả vấn đề nông nghiệp. Rồi chúng ta qua một bản tin nữa, đó là bản tin về vấn đề Hillary. Bây giờ Đảng Dân Chủ trong mấy ngày hôm nay gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì sự thực là sự thực, thiên bất dung gian. Tất cả những cái email của Hillary đã bị vấn đề WikiLeaks, rồi lại bị vấn đề Wiener là con rể, là vợ, là chồng của phụ tá của Hillary. Và đến chưa hết thì bây giờ Đảng Dân Chủ lại bị cách đau khổ là vấn đề của Joe Biden. Ngày hôm qua tờ Washington Post, mọi người đã coi tin tức Mỹ, tin tức Việt đều biết rằng là con trai của Joe Biden là Hunter Biden. Cho nên quý vị thấy rằng hổ phụ là sinh ra hổ tử, người cha không ra gì thì con cái vất đi hết. Nó tóm lại là như thế, người cha tội lỗi thì con cái bụi đời. Joe Biden là một cái tên tội lỗi, mọi người đều biết. Trong suốt 47 năm vừa làm thượng nghị sĩ vừa làm phó tổng thống, Joe Biden không làm được một cái việc gì ích quốc lợi dân cho Hoa Kỳ. Quý vị tìm cho tôi một cái hay của Joe Biden đi. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ ca tụng trên đài 2 tuần lễ trong suốt 47 năm. Cho nên ông Donald Trump trong cái cuộc tranh luận với Joe Biden lần đầu tiên hôm mùng 3 tháng 10, hôm 29 tháng 9, ông mới nói rõ là tôi chỉ làm tổng thống có 47 tháng nhưng mà hơn ông làm thượng nghị sĩ và phó tổng thống 47 năm. Joe Biden câm. Cho đến bây giờ Joe Biden hỏng. Thứ nhất, gặp da đen quỷ, gặp da trắng quỷ để xin phiếu. Cho nên người ta mới nói cái đảng Dân Chủ là cái đảng quỷ gối. Trong mỗi một lần mà người ta chống đảng Dân Chủ, người ủng hộ Trump và người ủng hộ Joe Biden gặp nhau, họ chỉ bảo kneel down, quỳ xuống, quỳ. Những người theo đảng Dân Chủ mất mặt vì cái chỗ Joe Biden không có tư cách ăn chơi tội lỗi. Thằng con Hunter Biden đúc thằng bố, xì ke ma túy, gái già trẻ lớn bé nó chơi ráo. Câu chuyện xảy ra như là quý vị nhớ hôm tháng 4 2019, Hunter Biden cho người nhà đem đi sửa cái computer, là cái máy điện toán. Sửa xong rồi cũng chả để ý lấy về. Không phải chúng nó không có tiền mà chúng nó quên. Từ tháng 4 để đến tháng 9 cũng vẫn không lấy về. Cái chủ nhân của cái tiệm sửa computer này ở tiểu bang Delaware, là cái nơi của Hunter Biden và của Joe Biden, mới gọi cho FBI. FBI đến mới tịch thu cái computer này, vì trong đó có cái chữ Bo Biden Foundation. Đó là tên của người con trai lớn mà đã bị chết. Tức là thằng em Hunter Biden lấy cái máy computer của thằng anh để xài. FBI đem về mở ra mới thấy trong đó có 40.000 cái email. Trong đó có rất nhiều chuyện tội lỗi của Bo Biden. Từ cái lúc ngồi hút xì ke ma túy đến cái lúc chơi gái cũng có hết. Và đặc biệt là ăn lươn lẹo đối với Ukraine. Vì quý vị biết rằng từ năm 2014 đến năm 2019, Hunter Biden được người cha là Joe Biden, phó tổng thống của Hoa Kỳ, từ năm 2009 đến 2016. 2017 lợi dụng chức vụ, là vì Obama giao cho Joe Biden
điều khiển cái ngân quỹ viện trợ cho Ukraine 1.600 tỷ đô la về khí đốt. Thấy món ăn béo bở, Joe Biden cho thằng con qua làm cái chức gọi là hội đồng quản trị để kiểm soát về tiền bạc của công ty, và tự trả lương cho mình mỗi một tháng 50.000 đô la căn bản cộng thêm 35.000 đô la trợ cấp, là một tháng nó lãnh 85.000 đô la ngồi chơi xơi nước, trong khi nó không biết gì về khí đốt và nó cũng chả biết gì về Ukraine. Sau đó nó còn móc ngoặc, bởi vì Ukraine là một quốc gia tham nhũng. Chính phủ Ukraine mới mở những cuộc điều tra về tham nhũng, giao cho ông tổng DA, tức là tổng biện lý, DA General, ông tổng biện lý Shokin điều tra vụ tham nhũng, trong đó do thằng con của Joe Biden đứng đầu, với cái số tiền 1.600 triệu đô la mỗi năm. Thì vào năm 2015 bị truy tố, lúc bây giờ Joe Biden mới bay qua nói với chính phủ của ông Tổng thống Poroshenko, nếu các bạn không đuổi cái thằng Shokin này trong vòng 6 giờ nữa tôi sẽ về lại Mỹ, thì tôi sẽ cúp viện trợ 1 tỷ đô la cho Ukraine. Sau này Joe Biden còn đi khoe với bạn bè đã thành công, và chính phủ Poroshenko phải sa thải tổng biện lý Shokin để cho con trai của Joe Biden vẫn tiếp tục làm để kiểm soát tiền bạc cho đến năm 2019 bị tố, khi đó mới nghỉ việc. Thế thì những cái bản tin này về email này làm cho Joe Biden vỡ mặt, trong khi chỉ còn có hơn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử tổng thống. Và đến bây giờ quý vị thấy đảng Dân Chủ Hillary đã bị lộ, Obama cũng dính líu trong cái vấn đề email của Hillary. Bởi vậy Obama mới tuyên bố ngày hôm qua với báo chí là Donald Trump đưa tin giả dối không có thật. Chúng ta chờ kết quả trong một vài ngày nữa sẽ rõ đen trắng ai là thật, ai là giả đối với vấn đề lưu manh của đảng Dân Chủ. Kính thưa quý vị, lại một lần nữa chúng tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.